lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay. 7 sai lầm tai hại về quản lý tài chính cá nhân mà ai cũng mắc phải, nhưng Warren Buffett và Bill Gates thì tuyệt đối tránh xa. Các triệu phú hay tỷ phú trên thế giới đều tránh những sai lầm về tiền bạc như tiêu tiền thiếu kiểm soát, chạy theo xu hướng hay dựa vào duy nhất một nguồn thu nhập. Có hai điều chúng ta biết rất chắc chắn về các triệu phú, đó là họ biết chính xác tiền của mình sẽ đi tới đâu và nên tránh điều gì khi sử dụng chúng. Nếu bạn muốn trở thành một triệu phú hay chỉ đơn giản là hình thành thói quen chi tiêu lành mạnh, thì điều quan trọng nhất là nên học hỏi từ giới siêu giàu, từ tỷ phú Bill Gates hay huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Đây là 7 sai lầm về tiền bạc bạn không bao giờ thấy những người giàu nhất thế giới mắc phải. Từ đó bạn có thể áp dụng để tạo thói quen tài chính lành mạnh giúp bạn trở nên giàu có. Không bao giờ phung phí tiền vào các khoản phụ phí. Người giàu hiểu rõ rằng các loại phí đều tiêu tốn thời gian và cả tiền bạc, vì thế bạn nên thanh toán các khoản tiền sinh hoạt đúng hạn. Họ biết tận dụng những tính năng như thanh toán tự động để tránh được những loại phí bị cộng dồn khi thanh toán không đúng hạn, từ các loại phí thẻ tín dụng cho tới hóa đơn dịch vụ. Ngoài ra, họ cũng quan tâm đến phí ngân hàng. Rất nhiều ngân hàng sẽ tính thêm chi phí cho các dịch vụ của họ và thậm chí bạn không chú ý đến điều đó. Ví dụ như họ sẽ yêu cầu đóng phí khi bạn không đáp ứng một số yêu cầu cụ thể, có thể là duy trì số dư trung bình trong tài khoản. Hãy tạo thói quen kiểm tra các khoản truy thu hàng tháng để kiểm soát các loại phụ phí ẩn này. Điểm tín dụng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác định mức lãi suất của bạn. Điểm tín dụng cao có thể giúp mức lãi suất khi vay giảm bớt và bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể trong suốt khoảng thời gian đi vay ngân hàng. Điểm tín dụng thấp sẽ gây khó khăn khi bạn đang cần đi vay. Người giàu nhận thức rõ điều này, bởi vậy họ không bao giờ phớt lờ nó. Họ liên tục kiểm tra điểm tín dụng của mình và cố gắng duy trì nó ở mức cao nhất có thể. Có thể thấy rất nhiều ngôi sao chi hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đô cho những thứ hào nhoáng. Dẫu vậy, điều đáng ngạc nhiên là những người thông minh lại cực kỳ tiết kiệm. Bill Gates chỉ đeo một chiếc đồng hồ có giá 10 đô, còn Warren Buffett chỉ dùng một món cho bữa sáng giá 3,17 đô ở McDonald's mỗi ngày. Trong khi đó, Mark Zuckerberg lái một chiếc xe số sàn của Volkswagen để di chuyển. Pam Danziger, nhà nghiên cứu thị trường cho biết, người giàu không trở nên giàu có bằng cách chi tiêu một cách hoang phí. Họ biết rõ hơn ai hết rằng việc chi tiêu cẩn trọng có thể giúp họ có được thu nhập cao hơn. Tiêu xài quá mức dẫn đến sự lãng phí, bội chi và thậm chí là nợ nần. Đây là những điều mà người thành công luôn tránh. Không bao giờ bị thu hút bởi các chiêu trò quảng cáo. Có thể thấy trong thời đại ngày nay, các mánh khóe marketing xuất hiện ở khắp mọi nơi và người giàu có thường tránh nó bằng cách so sánh giá cả và chất lượng của sản phẩm. Họ đánh giá cao giá trị nhưng cũng nhìn nhận vào bức tranh vĩ mô hơn và luôn cân nhắc về lợi ích sản phẩm đó mang lại so với giá thành của nó. Để xây dựng thói quen tương tự, bạn nên nghiên cứu và cân nhắc về những điểm mấu chốt trước khi quyết định mua, dù món đồ đó lớn hay nhỏ. Mua một sản phẩm đắt tiền nhưng có thể sử dụng trong nhiều năm, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc để sửa chữa hay thay thế bằng sản phẩm khác. Không lơ là chiến lược đầu tư dài hạn. Tỷ phú và cựu CEO của Google Eric Schmidt nói rằng những giao dịch ngắn hạn sẽ không giúp bạn trở nên giàu có. Ông luôn đánh giá cao những giao dịch dài hạn mà không bao giờ cố gắng đánh bại thị trường. Hơn nữa, Warren Buffett cũng nhiều lần nhấn mạnh việc áp dụng chiến lược dài hạn chỉ vài ngày sau khi công bố bức thư gửi đến các cổ đông của Berkshire Hathaway vào đầu năm nay. Tỷ phú này đã giải thích lý do tại sao các chiến lược đầu tư dài hạn như các quỹ chỉ số vẫn được các nhà đầu tư này đặc biệt ưa chuộng. Thu nhập không chỉ đến từ một nguồn duy nhất. Việc sở hữu nhiều nguồn thu nhập sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn và người giàu cũng không bao giờ chỉ dựa vào một nguồn thu nhập. Bạn có thể sử dụng chiếc ô tô của mình cho ứng dụng gọi xe, làm một công việc tự do, làm gia sư hay viết về các lĩnh vực chuyên môn. Không chạy theo những xu hướng mới nhất. Theo báo cáo năm 2017 của trang web tuyển dụng Career Builder, 78% lao động Mỹ không hề có cuộc sống dư giả. Việc chi tiêu hàng ngày chỉ dựa vào lương. Người giàu biết cuộc sống lý tưởng là không chạy theo xu hướng. Bởi vậy, Warren Buffett chưa từng sở hữu một chiếc iPhone nào cho đến khi ông được tặng. Nhưng ông nói, tôi lại chẳng bao giờ sử dụng nó. Bạn bè, hàng xóm hay những người đồng nghiệp của bạn thường sở hữu những món đồ công nghệ mới nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cũng phải có nó. Cuộc sống thực tế quan trọng hơn nhiều so với những gì người khác nhìn qua về bạn.
theo CNBC từ ttvn.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.